Hi, chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ với tất cả các bạn một cái điều mà ở Việt Nam chắc chắn là không có bao giờ có đâu. Chỉ có thể là ở những nước phương Tây như thế này thôi. Và hôm nay mình nói về vấn đề của nước Úc. Thì các bạn có thể thấy đây nè, sau khi cái đây là cái sân sân của mình ở những video trước mình giới thiệu cho tất cả các bạn đó. Thì sau khi mình xây xong cái đổ bê tông cái sân của mình xong thì mình muốn cất một cái máy, ở Việt Nam mình gọi là cái trái đi ha, ở đây thì có cái carport, cái máy hiên ở sau đó, thì không phải như ở Việt Nam mình, ở Úc đây nó khác, đó là không phải đất của nhà của mình muốn xây như thế nào mình xây đâu các bạn, phải có cái luật. Nghĩa là phải phải xin phép. Thứ nhất, đầu tiên mình nói là phải xin phép council, phải xin phép bên giống như là ở Việt Nam mình gọi là bên giống như là mình xin bên địa chính luôn rồi đấy, đi nôm na vậy đi. Xin phép được cất thì khi mà họ đồng ý cho cất á, thì lúc đó mình mới mới cất. Nghĩa là cái nhà của mình, đơn giản là cái nhà của mình, khi mình mua cái nhà là trong bản vẽ của council, của địa chính đó. Mình nói cái từ đó các bạn có hiểu không? Mình ở đây thì cái dùng thường thường là cái council thôi. Thì cái nhà của mình trên bản vẽ của quản lý khu vực ở đây, nghĩa là người council ở đây người ta quản lý là cái nhà của mình thì chỉ là khuôn viên của cái nhà đó thôi. Thì lúc đó mình mua cái nhà nó chưa có cái sân này đó. Thì bây giờ thì mình muốn mình xây dựng thì mình thêm một cái sân này thì mình cũng phải báo với council để mình xây cái mái kia, thì phải báo cho họ năm lụi cũng được thôi, nếu làm mà không khai báo thì có gì thì mình chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhiều khi họ biểu tháo xuống thì cũng phải tháo, còn mình báo lên, mình làm đơn, mình làm giấy, mình gửi lên trên đó đó để mình xin mình cất một cái mái hiện ra thì phải trả một cái khoản tiền cho council. Cái khoản tiền thì mình chưa chưa biết lắm, có nghĩa là trong ngày hôm nay thì cái những người làm bên đó họ sẽ xuống họ kiểm tra, rồi mình sẽ mới biết. Thì mình phải báo lên trên đó, mình nộp giấy mình xin, thì khi council chấp nhận á thì mình họ chấp nhận rồi thì chứng tỏ là trên cái bản vẽ cái nhà của mình thì lúc đó nó sẽ vẽ thêm có cái trái, có nghĩa là kết cấu của căn nhà của mình là có thêm cái khoản này nữa. Cho trước kia mình mua cái nhà trên giấy tờ, trên bản vẽ của cái nhà của mình là không có cái này. Nếu mà mình ví dụ như các bạn mình mà làm lụi đi, mình không có báo lên council mình làm như thế này thì nó có hai trường hợp. Một đó là trường hợp nếu mình bán cái căn nhà của mình, khi mình cất xong cái nhà này nè, mình bán cái căn nhà của mình thì trên giấy tờ của mình cái phần sau này nó sẽ không có. Thì cái người mua nhà mình có thể đưa ra có nhiều cái lý do. Nếu người Việt chẳng hạn, cái người mà họ thích cái căn cái khuôn viên ở sau thì họ không nói, họ nín luôn. Có người họ không thích thì họ biểu mình sẽ trả tiền xuống một khoản, mình trả cho họ một khoản 1.000 2.000 gì đó để làm gì, để họ phá cái trái này. Đó là cái lý do của họ buôn bán, họ muốn lý do họ muốn giảm tiền thì họ, cái đó là cái lý đúng, tại vì họ không thích, tại vì trong cái căn nhà của mình cái mái cái hiên đó đó nó không có trong cái bản vẽ thì mình phải chấp nhận thôi. Đó là cái lý do bất lợi. Cái lý do thứ hai là giữa cái nhà này, cái nhà của mình và cái nhà bên cạnh này, đây là hàng xóm, cái dách này hàng xóm và phía trước kia cũng là hàng xóm. Nếu mà mình không báo council đó các bạn, mình cất lên tự ý mình cất lên thì có thể hàng xóm người ta không hài lòng. Nếu mà hàng xóm khó tính, mình không có qua xin phép họ nữa, mình những cái gì không liên quan, ví dụ như là cái nhà này, bởi vì họ xây kia gara rồi, có thể là mình qua nói một tiếng nó đơn giản thôi, nhưng nếu họ không có xây gara như cái nhà bên kia rồi mình cất cái mái này nó cao lên thì sẽ khuất đi cái tầm nhìn, che cái phần ánh sáng của phía bên nhà họ, làm tối cái mảng sân bên đó,
thì có khi họ cầm lên, họ không đồng ý thì cũng rất là khó. Thì cho nên ở bên Úc này không phải mình như ở Việt Nam là mình có cái lô đất này mình muốn cất bao nhiêu mình cất, mình muốn làm gì làm, không phải cái gì cũng phải có hàng xóm của mình nữa nè, rồi có chính quyền council rồi mình phải gửi giấy lên, họ họ nhận rồi thì họ vẽ chung thêm cái bản vẽ của họ, điền thêm thì họ cho mình trong cái bản vẽ của mình thì có thêm cái mái như thế này, để sau này mình bán là mình trị giá thêm được cái mái nhà ở sau nữa, còn không thì cái phần này là mất trắng đó. Nếu mà cái người họ biết đó, họ không đồng ý cái mái như thế này biểu tháo dỡ thì mình phải trả tiền công cho họ tháo dỡ nữa đó, tại vì mình đang làm phạm luật, sai luật. Đó là cái những cái điều mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn ngày hôm nay, là mình sắp tới là mình sẽ làm một cái mái hiên, cái mái hiên thôi để cho nó mát ở sau, nhiều khi mình ra ngoài mình chơi rồi đó. Và một cái nữa mình kể chuyện thêm cho tất cả các bạn, cái phần đất như thế này nè, không phải là mình muốn mình đổ bê tông nó, mình có đất ở nhà mình muốn tràn can, mình muốn đổ bao nhiêu mình đổ đâu. Ở Việt Nam mình thì đất của mình thì mình muốn làm gì làm, như ở Úc đây thì cũng đây là cũng đất của mình thôi, nhưng nó có một cái quy định, tại ở chung khác mình không biết, nhưng mà một số anh chị mà đi làm trong cái nghề này đó, đổ bê tông này, họ vẫn nói là cái khuôn viên đất toàn diện của một căn nhà đó khi mà đổ bê tông thì phải tối thiểu ít nhất phải còn đủ 20% đất để trồng cỏ, chứ không phải đổ hết. Chứ mà thứ nhất đổ hết nó nóng, hai nữa thì cao sồ nhưng người ta không cho, là 20% còn lại phải là trồng cỏ, phải có một cái mảng cỏ. Thì nhà mình thì ok, nhà mình thì còn nhiều lắm, nhà mình còn kia còn tới phải gấp đôi cái sân này này, từ đây ra đó phải 8 mét 8 mét gì cái kia, phải gấp đôi cái miếng sân này. Thì vô tư, đó là những cái luật lệ ở Úc thôi, đó là những cái luật lệ ở đây thì mình phải làm theo. Nhưng mà mình thấy thì có một số nhà thì cũng đổ bê tông hết, thì mình cũng chưa biết chắc chắn điều đó đúng hay sai. Có thể là họ đổ không báo cao su cũng có, nó đơn giản nhiều, hay là những cái vùng nhà cửa như thế nào là mình chưa chưa rành, mình sẽ hỏi để mình có cái thêm cái thông tin. Thế còn vừa rồi đó, những người mà tới đổ bê tông như mình, họ vẫn nói là đổ trong một cái căn nhà phải chừa lại 20% đất trống trồng cỏ các bạn. Thì ở trước ở nhà mình cũng có một cái mảng cỏ rồi, ở sau nữa vô tư đó. Thì sắp tới mình sẽ xây cái mái đó các bạn. Cái mái thì mình phải ở đây kỹ sư người ta xuống, chứ không phải là ba lôm cơm thợ rồi tới mình muốn, hay là mình tự xây cũng được thôi. Đó là mình làm theo ý mình, trái trái phép, nghĩa là mình nín thinh mình làm đó, mình nín thinh mình làm lụi đó, có gì mình chịu trách nhiệm đó. Còn ở đây người ta xuống là giống như kỹ sư rồi, kiến trúc sư người ta xuống, người coi, người ta đo đạc, người ta đồng ý coi thử kiểm tra cái độ sát bên nhà như thế nào, đủ an toàn, đủ cái điều kiện để người ta vẽ cái bản vẽ cho mình hay không. Bản vẽ như thế nào, kết cấu của cái phần mái nó ra làm sao, độ sắt, độ chằng dây, những cái vật liệu đồ đó nó phải đủ an toàn. Thì sau đó cái những cái người vẽ đi sai nha, mẫu đó các bạn, mẫu họ mới gửi lên trên council. Trên council thì khi mà council đồng ý là chấp nhận cái bản vẽ đó hợp lý thì họ mới cho mình tiến hành thi công. Thì lúc đó mình mới mưa mới gọi những cái dịch vụ như là những người làm handyman rồi đó, xin cất nhà, hoặc thì họ nhìn theo căn cứ cái bản vẽ đó, họ làm bản vẽ có như thế nào, vật liệu ra sao, thì họ sẽ căn cứ theo cái bản vẽ đó làm và tính theo cái mức giá nào đó. Và sau khi làm xong thì bên council sẽ cử đại diện xuống kiểm tra lại cái công trình mình làm. Ví dụ như mình nói là phần trái thì họ sẽ xuống kiểm tra cái mái, cái cây, cái trụ, độ an toàn, sợi dây chằng không cho gió lung lắc này kia đó, họ sẽ kiểm tra. Khi mà họ kiểm tra ok rồi, họ ký giấy rồi xác nhận là giống như cấp cho một cái tờ giấy ok, thì lúc đó mới là xong. Còn không mà họ không đồng ý, họ nói là chưa đủ độ an toàn, bắt bên những người mà thi công đó, người làm
làm cho người mà giống như handyman đi làm đó, nhiều khi mà tiết tiền hay là tiết kiệm nhiên liệu hay là mua vật liệu xe nó hơi kém chất lượng này kia, hoặc là làm không đúng theo cái bản vẽ của họ họ bắt phải làm lại. Đó là một chút gì đó mình chia sẻ đến tất cả các bạn những cái mà nó xảy ra đời sống ở Úc, không như ở Việt Nam. Có thể mình nói đây có thể là rất là nhiều nhiều bạn ở Việt Nam sẽ hiểu ra cái gì, luật pháp ở Úc, cuộc do đời sống ở Úc, xã hội Úc nó như vậy, không giống như Việt Nam mình làm cái gì cũng đều phải có luật pháp, có độ an toàn giữa nhà mình và cái nhà bên cạnh hàng xóm phải làm sao chan hòa đầy đủ, chứ không như Việt Nam mình muốn là mình cất nhà tôi cất rồi cãi vã lung tung. Bên đây cất một cái nhà như mình cất cái chẳng hạn mình cất cái carport này đi, gara đi, nếu mình cất cao quá mà nó làm tối cái mảng sân của nhà phía trước của nhà nhà bên cạnh đó, thì họ sẽ cầm lên họ sẽ phàn nàn luôn, cất như vậy thì bên đây tối không có chỗ sinh hoạt, không có tốt cho họ, họ không có đồng ý, họ không đồng ý họ báo lên council, nhiều khi cái đó họ mình không được cất đó các bạn. Đó là những gì mình chia sẻ về cuộc sống ở Úc. Sắp tới mình sẽ xây, mình sẽ cất cái trái này, thì những người làm giấy tờ sẽ đến và làm những cái thủ tục. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ai cất nhà, giấy tờ.